Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phone TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phone TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 6 tháng 4, thị trường xuất khẩu điều chỉnh tăng trở lại với giá tiêu của Indonesia, trong khi đó giá tiêu xô trong nước duy trì ổn định trên thị trường. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 5 tháng 4, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng 17 USD trên tấn, với tiêu đen xuất khẩu của Indonesia lên mức giá là 4.463 USD trên tấn, tăng 0,31% so với phiên trước. Trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu tại quốc gia này tăng 23 USD trên tấn, lên mức giao dịch là 6.179 USD trên tấn, cũng tăng 0,31%. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil trong phiên vừa qua duy trì ổn định ở mức 4.450 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong khi đó tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít duy trì ổn định ở mức 4.200 USD trên tấn và 4.300 USD trên tấn. Đối với giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì trên thị trường với mức giá là 6.000 USD trên tấn. Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản gửi chính phủ mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết hiện Việt Nam vẫn đứng top 1 thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Tuy nhiên trong bối cảnh có sự cạnh tranh về biến động và thị trường, thuận lợi cho các cây trồng khác như cà phê và sầu riêng, nên diện tích và sản lượng hồ tiêu Việt Nam đang bị giảm mạnh. Hiệp hội cho biết sản lượng tiêu năm nay dự kiến giảm 10% xuống khoảng 170.000 tấn so với năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Cơ quan này lo ngại mức độ cạnh tranh từ các nước đối thủ sẽ ngày càng gay gắt hơn, đặc biệt là ở Brazil. Theo đó, nước này có sự bứt phá trong 5 năm gần đây, từ mức 80.000 tấn năm 2018. Hiện dự báo có thể đạt 100.000 tấn trong năm 2024. Xuất khẩu của nước này đạt 80.000 tấn trong năm 2023. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá tiêu duy trì ổn định với mức giá thu mua từ 93.000 đồng tới 96.500 đồng một kg. Ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông được thu mua quanh mức giá là 95.500 đồng một kg. Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức là 93.000 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, giá hồ tiêu sáng nay cũng được thu mua quanh mức là 93.000 đồng một kg. Trong khi đó tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức là 93.100 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng sáng nay thu mua quanh mức là 95.000 đồng một kg. Trong khi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức là 96.000 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước sáng nay ghi nhận ổn định quanh mức giá là 96.500 đồng một kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 94.500 đồng một kg. Trong hai tuần qua, giá hồ tiêu trong nước dao động quanh mức 95.000 đồng một kg và không có sự bứt phá về giá. Điều này có thể xảy ra khi Trung Quốc tăng cường thu mua hồ tiêu trở lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phunu TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.